Chạy xe mình lần đầu tiên chạy đi Sài Gòn thấy sao? Bây giờ cũng sợ lo mệt mà thấy không thấy giờ, không thấy mệt, thế thôi. Nghỉ nửa đường, nghỉ qua, nghỉ nước mà thấy chạy khỏe là chạy luôn, thấy cũng không, mới cũng lo sợ. Nói chung là khỏe đúng không? Khỏe, khỏe cũng còn tốt cũng được. Bài bài cơ 48 tuổi chia sẻ. Lần đầu tiên chạy đi Sài Gòn luôn, quá đỉnh quá đỉnh.